Hi, và mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Let's Big Ham. Hiện tại là mình đang thực hiện một cái nhiệm vụ cho đến 30 phút là mình sẽ đi tìm trái quỷ. Không biết là kịp hay không, còn một con nữa thôi. Vừa kịp lúc luôn các bạn, vừa kịp cái con số 30 phút tròn trịa Ham. Rồi bây giờ thì mình sẽ quan sát xung quanh để truy tìm trái quỷ. Tại vì các bạn cũng biết là cái con nhân vật của mình đã cắm sào tại đây hơi bị lâu rồi. Và cũng không có trái quỷ các bạn. Nên là bây giờ là phải kiếm một trái quỷ thích hợp, thích đáng cho cái con nhân vật mình. Không biết là lần này mình sẽ kiếm được trái quỷ nào đây. Thì chắc chắn là các bạn tua thì chắc chắn các bạn biết rồi đúng không? Còn mình đây á, thì mình phải đi mò từng chỗ để xem coi là trái quỷ nó nằm ở chỗ nào. Vậy là đảo Tân Thủ á, là nơi mình cắm sào ở đây, nó không có trái quỷ rồi. Vậy thì mình bắt buộc là phải lần mò qua một cái đảo khác để xem coi là cái đảo đó có trái quỷ hay không. Rồi không có thì mình phải mò qua những cái đảo khác nữa. Quá khổ mà gặp cái thuyền, nó chạy nó lết không nổi hay sao á ta. Cái thuyền nó ăn chạy kiểu này là chết rồi, cũng tốn cả ngàn billy chứ đâu phải là đồ ít đâu các bạn. Nhưng mà các bạn bỏ Robert ra đó thì nó chạy đỉnh lắm nha. Nhưng mà các bạn mua thuyền bằng billy á thì nó cả rề cả lết vậy đó. Để xem coi là bên chỗ bếch ghi này có trái quỷ hay không. Đâu lòi ra đây. Game này như cái trái su kê ta. Có rồi, trái su kê nó tàn hình mà đi mò là toan à. Trái quỷ này có xuất hiện đâu, trên nóc nhà không hay là xuất hiện trên đọt cây? Xuất hiện kiểu đó mới đọc á. Kiếm chưa chắc có đâu các bạn à. Nếu mà xuất hiện trên nóc nhà hay là xuất hiện trên ngọn cây rồi anh em, hay là xuất hiện ở hàng rào. Nhiều game quanh bi trái quỷ xuất hiện độc lắm nha. Vậy là bên đây là không có rồi em. Chắc chắn là không có luôn rồi. Theo kinh nghiệm tìm trái quỷ bao nhiêu năm, ngày này qua tháng nọ của rất là nhiều tựa game quanh bi, thì mình dám chắc là cái đảo này không có. Còn cái đảo này mà có đi chăng nữa đó hả, từ nay mình không đi tìm trái quỷ nữa. Cái đảo Bích Ghi này nha các bạn. Rồi bây giờ dạt cái đảo này qua một bên, mình sẽ đi tìm một cái đảo khác nữa. Phía bên kia là cái gì mà thấy dãy núi nó gồ ghề dữ à. Phải lại gần gần mới biết. À rồi, nhận ra rồi các bạn à. Lại sát là khung cảnh nó đã hiện ra trước mắt mình. Đó chính là Alabasta. Trái quỷ thường thường nó xuất hiện ở Alabasta cũng có nha. Lúc trước mình chơi tựa game nào á, trái quỷ xuất hiện trên nóc nhà Alabasta đó các bạn, đọc lắm luôn á. Giờ để lần mò qua bên đây coi có xuất hiện trên nóc nhà hay là xuất hiện trên đầu tàu lâu đài không. Bên đây cũng có mấy cái dừa nè, bên đây có xương rồng các bạn ơi, có dừa. Vậy mình sẽ tìm thử dưới gốc cây với cái dừa. Bình thường á là rớt dừa, mà ở đây là rớt trái quỷ. Vậy là một người mà hy sinh đi hay là trái quỷ tự nhiên gì đó, thì trái dừa nó sẽ biến thành trái quỷ ha, mà sau đó là rụng xuống. Nhưng mà biết có hay không, ngồi phỏng đoán như đúng rồi luôn các bạn, mà không thấy gì hết. Rồi vậy trái quỷ đầu tiên của mình là bên đây là thấy trớt rồi đó. 10 phút dead bomb nha các bạn. Trái quỷ 30 phút xuất hiện. Và nếu mà các bạn tìm đến phút thứ 40 á mà đã không có đó là coi như trớt. Còn mà 1 tiếng đồng hồ á thì mấy bạn sẽ tìm đến là 1 tiếng 10 phút em. Các bạn cứ canh nửa tiếng mấy bạn đi tìm là ok à. Khỏi cần game pass, game biết gì hết. Game pass của cái tựa game này đến 2.000 Robert luôn các bạn ơi. Mà mình thấy là server VIP về chỉ có 150 Robert à. Mình chịu bỏ cực công lao xíu mà mình đỡ tốn 2.000 Robert em. Để 2.000 Robert đó là mình làm một cái chuyện nào đó mà nó thiên kinh địa nghĩa hơn. Chung là một cái chuyện vô cùng thiêng liêng và cao cả. Chứ bỏ 2.000 Robert ra mua Game Pass, mà trong khi ở đây là đảo mình thấy nè, mình có thể đi được từ đảo này sang đảo khác, không giống như tựa game Rainbow Online, cái đảo bị ẩn trong sương mù, đi dễ bị lạc em. Những cái game đó thì nên đầu tư Game Pass để có thể tìm trái quỷ. Của game này trời ơi dễ mà, 10 phút easy các bạn à. Mua thuyền tiếp tục. Giờ mò qua đảo nào nữa ta? Đây, bên đây. Bên kia mình thấy cây nó rậm rạp lắm nha bạn. Đó. Bên đây nè. Chắc là nó nằm ở đây rồi.
Theo tính toán của mình đó, thì rất là nhiều cây như vậy thì tỷ lệ mà xuất hiện trái quỷ rất là cao, nên là rất có thể là trái quỷ nó nằm ở đây. Còn mà nó không nằm ở đảo này á, thì theo tính toán của mình thì nó sẽ nằm ở đảo bên kia. Mà nó không nằm ở đảo bên kia đó, thì theo tính toán mà chuẩn khoa học của mình đó, thì nó chỉ nằm vương vẩn ở trong server này thôi, chứ nó không chạy đâu được hết các bạn à. Đâu, lầu ra đây. Sao mà thấy mày lính lát, cầm kiếm nghe nguy hiểm dữ kìa. Khi nào cướp trái quỷ của mình không? Rồi, ta đã thấy rồi nha. Nó đây rồi các bạn ơi, trái ác quỷ. Đố bạn trái này là trái gì? Nhìn theo thân hình của nó thì chúng ta có thể đoán đoán được 8-9 phần em. Có thể đoán nó là bơm bơm, những trái ác quỷ xí đú. Nhưng mà đây là trái guru nha các bạn, phải không ta? Phải guru không? À guru, trời ơi là trời. Nhìn cái tên mà đọc còn sai nữa à. Khổ nổi quá. Nó có đến 4 chiêu luôn các bạn à. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cài cuốc 100 điểm đi vô để sử dụng chiêu cho các bạn xem hem. Còn nếu mà thời gian mà nó tới công chuyện rồi đó, mình đi tìm trái quỷ tiếp để xem coi là trái tiếp theo mình tìm sẽ lòi ra trái gì nha các bạn. Bây giờ là phải cắm đầu cắm cổ đi farm thôi. Để có điểm mà nâng điểm đi vô mới xài được hết chiêu chứ các bạn. Giờ review chiêu là không được hem. Rồi, thời gian đã tới 1 tiếng 29 phút 50 mấy giây. Vẫn là màn 2 cảnh 1, màn 1 cảnh 2 các bạn ơi. Là mình sẽ farm 5 con quái này nhanh gọn lẹ em. Rồi xong rồi. Không kịp rồi các bạn ơi. Không kịp đến cái phút thứ 30. Nó đã nhảy đúng phút thứ 30 nhưng mà nó đã qua 11, 12 giây rồi. Gặp con quái này chém nữa chứ. Mày hả mày. Mình chỉ đang có đúng con 100 máu à. Đó các bạn thấy mình đập vào điểm kiếm phải không? Mình đây mình đầu tư điểm kiếm lắm. Bình thường là mình đập mát khiên đúng không bạn? Giờ không. Giờ mình đập full dam vậy đó. Con quái nào mà nó quýnh mình, mà nó chưa kịp quýnh là nó đã re-die rồi. Trời đất ơi. Đâu sẵn ổ à? Vì vừa mới chạy lại cái lụm lúa ra vậy. Suke Numi nè các bạn. Mình thấy là từ khi mà mình có cái trái guru rồi đó thì chắc chắn là mình tìm trái quỷ rất là dễ các bạn. Tại vì cái trái này nó giúp mình bay lượn em. Đây là một trái quỷ thuộc dạng xí đú, nhưng mà cũng cho mình khả năng bay lượn. Mình có thể tìm kiếm những trái quỷ lâu xa khác em, để mình hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi mình bay cho bạn coi. Cái cây kiếm này có một chiêu mà nó không có để ở trên cái phím nha các bạn, là chữ E em. Các bạn thấy trái quỷ nó còn để chiêu thức nằm ở bên góc phải, nhưng mà riêng cây kiếm này là nó không có để nha. Cây kiếm này thì các bạn bấm E cái để nó sử dụng chiêu à. Rồi xong. Lụm trái quỷ đi dục thử dưới gốc cây rồi, có thấy không? Lúc nãy cái thời gian 1 tiếng đồng hồ mình kiếm không ra trái quỷ các bạn à. Vậy là do là trái quỷ nó ẩn ở dưới gốc cây, nó ẩn ghê gớm quá. Với lại chắc trái su kê á. Trái su kê nó không nào nó chìm, nó không có nổi. Mà nó mà nằm ở đảo tiết nữa mình thua. Tại vì mình phát hiện cái đảo tiết đây nè. Mình sẽ qua đảo tuyết cho các bạn xem em. Và mình thấy là cái chiêu bay lượn này đó, thì mình sau khi mình bấm á, thì một lát là nó hồi chiêu Z cho các bạn coi nè. Từ từ chờ mình bay qua đảo tuyết đi, thì mình sẽ nhả chữ C ra hem, và nó sẽ hồi chiêu là hồi chiêu Z các bạn. Nó lạ vậy đó, không hiểu nổi nữa. Có thể là do builder sai sót làm lộn, cũng có thể là trong lúc bay thì mình có thể sử dụng tuyệt kỹ của chiêu Z mà mình không biết. Nhưng mà mình bấm hoài nó cũng có ra tuyệt kỹ của chiêu Z gì đâu. Đó các bạn thấy nó hồi phục chiêu Z không? Rồi bây giờ mình dục trái quỷ. Trời đất ơi. Ầu quá. Cái cây nuốt trái quỷ mình luôn rồi các bạn. Nó rụng xuống nữa chứ. Ý nghĩa ghê luôn. Kìa. Nó lăn kìa.
Ê bậy 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 rồi bậy rồi. Cái con cá mập nó đang hút trái quỷ xuống các bạn à. Đó các bạn thấy trái quỷ nó lăn nè. Đừng đừng mà. Vãi chè thiệt luôn chứ. Trái quỷ lăn thẳng xuống biển luôn. Vậy là có những cái trường hợp á mà trái quỷ đó nó bam ra và từ trên cây nó rụng xuống vậy thì cũng có những trường hợp nó lăn xuống biển luôn nha các bạn ơi. Ôi ôi nguy hiểm nha. Có thể là cái lúc thời gian đúng một tiếng đồng hồ của mình tìm không có là do anh vậy. Mà mình không biết là mình xét cài đặt như thế nào là cho quỷ bam trực tiếp dưới gốc cây hay là cho từ trên trên ngọn cây nó rớt xuống. Mà từ trên ngọn cây rớt xuống thì có thể là nó sẽ lăn đi ha. Dạ, video đến đây tạm dừng rồi. Thì cũng gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.